Ơi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em đến với Sóc Trăng để giao lưu với mọi người một số phôi mai, phôi trang ha, đến với nhà của Kim Yến để giao lưu. Rồi, chào khán giả cả luôn nha. Dạ, em chào quý cô chú anh chị ạ. Hôm nay em tiếp tục lên một clip nữa về phôi mai vàng mà cái mai vàng, mã số 1 ha. Đây là một phôi mai vàng ha. Rồi em quay một vòng cho mình coi. Cây này đấy, cây này củ rất là bự ha. Củ của nó nở bự mà nó có xù nữa ạ. Này nó xù da me trơn ha cô chú. Nó xù da me. Rồi em đo thông số nha. Chi cành cũng đều ha. Chi cành đều hết trơn nha cô chú anh chị. Thông số của cây này hoành là 23. 23. Rồi hoành củ luôn. Hoành củ luôn ha. Vành cũ của nó là 96 ạ. 96 à. Rồi chiều cao. Để luôn. Chiều cao là 108 ạ. Cao 1m08 ha cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ luôn. Cây này chi cành đều lắm ha. Phôi này là phôi số 1, em xin giao lưu với giá là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 1 là 2,2 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị về chơi luôn ha. Chi cành đầy đủ vậy mình có thể ghép luôn. Cây này đẹp lắm nha, đó cái củ nè, để mình kỹ lại cái củ cho mọi người ha. Nguyên cái củ rất là đẹp á. Rồi tiếp theo luôn. Phôi số 2 của mình là một cây mai vàng giá bay nha. Có cái cành bay rất là đẹp luôn. Đế là đều 24 giờ luôn ạ. Nó đều luôn. Rồi em đo thông số. Cây này rất là già cây rồi. Cây này hoành là 26 ạ. 26 hả cô chú anh chị. Đế cũng đẹp ha. Dạ. Cần bay. Cái nhánh bay là cần bay của nó là 101 ạ. Em đo từ cái từ thân ra là 101 ha cô chú anh chị. Nhánh bay chia cành cũng đều hết trơn ha. Chiều cao luôn. Chiều cao của nó là 48 ạ. Cao 48 ha. Dạ. Chia cành đầy đủ nha. Giá này cái cành bay nó lắc lượng luôn ạ. Bay lắc lượng luôn. Đây là phôi số 2 ạ. Em quay một vòng cho mình. Mấy cái nhánh này nó như nứt nứt lên xù ạ. Nó đang nứt nứt lên xù nè. Đế tương đối nha, đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế là đều luôn ạ. Rồi cặp đế bự rất là bự. Hai là cặp rất là bự ở đây nha. Rồi cây này giao lưu cho chị. Số 2 em xin giao lưu với giá là 1,8 triệu ạ. Phôi số 2. Mã số 2 là 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship luôn ạ. Bao ship toàn quốc luôn ha. Giá giá này là cây đã tới nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Giá rất là mềm ha. Rồi tiếp theo luôn. Số 3, này là phôi mai sù ha cô chú anh chị. Đây là một phôi mai sù. Cái cây này thì nó không có đế nhiều đâu. Nó ít đế nha. Nhưng mà một cái là nguyên cục sù trên này luôn. Nguyên một cục sù. Đó, em quay vô cục sù chảy luôn nè. Quá trời sù. Ở dưới này cũng có sù nè. Đây, đây, chỗ này nguyên một bệt sù nữa. Nó đang chảy xuống nha cô chú anh chị. Đó, đây. Cục sù quá trời cục sù luôn. Rồi, rồi em đo thông số nha. Cái này thông số hoành là 20 ạ. 20 hoành ngay vị trí nè. Dạ. Chiều cao luôn. Chiều cao là 64 ạ. Cao 64. Rồi đo cái hoành cục sù này em cái. Hoành cục sù là 27 ạ. 27 đó ha. Đó, cục sù. Cục sù rất là bự. Rồi cây này em xin giao lưu với giá là 1,5 triệu em bao ship luôn. Cây mã số 3 này là 1,5 triệu ha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn ha. Xù ha, xù nguyên một cục luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây số 4 ạ. Đây là cây số 4. Mã số 4. Đây cây số 4 này đế rễ nôm luôn ạ. Cây này đẹp lắm nè cô chú anh chị. Quá trời đế luôn ha. Cây này là ta trồng trong lưu đó. Đế nở mà đế nôm nữa. Đế đều. Củ đế đặc hết trơn nha cô chú anh chị. Mấy cái nách này nó đang như là muốn lên xù anh. Đa số là cây của em nó như dạng muốn lên xù nè.
cây cực kỳ già luôn nha cô chú anh chị. Cái này hoành là 29 ạ. 29 hoành ha cô chú anh chị. Chiều cao là 50 ạ. Cao 50. Cái này chi cành đầy đủ luôn nè. Này về mình ghép bo vô là Tết mình chơi được ha cô chú anh chị. Cái này em xin giao lưu với giá là 1,5 triệu bao ship luôn nha. Cây mã số 4 là 1,5 triệu ha cô chú anh chị. Cây quá đẹp luôn. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Cây mã số 5. Dạ, cây số 5 này đế quái nha, cục đế. Lùng lực nha. Lùng lực mà nó nở nữa. Cụ đen quá nở luôn. Nó có hình quái ở hai cái chân trước nè. Giống như hình thú quá mà. Như con cóc. Hình thú nó đang ngầu vậy. Thằng gió. Rồi. Cái này hoành là 32 ạ. 32 ha cô chú. Em đo cái vị trí này 32 nè. Đo cụ đế. Cụ đế là 85 ạ. Hoành cụ đế tới 85 nữa nha. Đế cực kỳ nở luôn. Rồi, chiều cao là 45 ạ. À. Cao 45. Rồi, cây này là cây số 6. Cây số 5. 5. Cây số 5. Rồi, cây số 5 em xin giao lưu với giá là 3 triệu em bao ship luôn ạ. À. À, cây mã số 5 là 3 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Cây này 5 em lọt 7 đến 12 cánh, bông bự luôn ạ. À. À, mai giáo ha. Dạ, mai cây rất là đẹp ha. Rồi, rồi tiếp theo luôn. Là cây số 6. Số 6. Ủa, cây này quái luôn ha cô chú anh chị. Cây này dáng bay mà có quái mà đặc biệt là củ đế nó xù hết trơn ạ. Củ đế này nó lên da cóc hết trơn ạ. Dạ lên da cóc hết trơn ạ. Củ đế nó có cái đuôi ra nữa. Dạ. Củ đế rất là tròn bự. Cây này. Cây này dáng bay luôn ạ. Chi cành đầy đủ luôn. Cái này nó ra bông nhìn rất là đẹp nha. Cái này nó đang ra tược luôn rồi đó. Cây này sống khỏe ha, dạ, nó đang đâm tược nè. Cây này là bao sống luôn nè, đang ra tược đây nè. Nó đâm dạ. Trời vậy ha. Dạ. Em đo thông số. Dạ. Cây này hoành 25 ạ. 25 ha cô chú anh chị. Thủ đế. Thủ đế của nó là 73 ạ. Thủ đế 73 nữa ha. Nó chì cạnh ở trên đều trơn ha cô chú anh chị. Dạ. Cần bay là 100 ạ. À. Ừ, bay 1 mét nè. Cái cũ quá trời cũ luôn nè cô chú anh chị. Cũ này rất là đẹp. Cây này em để giá mềm cho mình là 3 triệu nhưng mình dễ chơi luôn ha. Có vừa xù mà giá bay mà 3 triệu nữa ạ. Rồi hàng... cây số 6 giao lưu với giá là 3 triệu bao ship luôn ạ. À. Hàng này đáng sưu tầm ha cô chú anh chị. Dạ. Ồ, rất là quá nha. Hàng này nhìn rất là độc lạ nha. Cây mã số 6 là 3 triệu ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo cây số 7 đây là một cây bông trang ạ. À. Đây là một phôi bông trang cam pháp, màu cam ạ. À. Cam pháp ha cô chú anh chị. Cam pháp. Này nó nối cầu nhau như là. Nó liền một luôn ha, nó liền luôn nha cô chú anh chị. Đó. Hai củ. Hai củ mà nó liền với nhau ha. Đó. Củ quá trời nó lớn luôn. Rồi, em đo thông số. Rồi, cho em xin thông số luôn. Củ này nó bị dính ở đây, em đo trừ hao đi. Cỡ tầm 22. Ồ, trừ hao khoảng còn 22 ha cô chú anh chị. 22. Củ bên này. Đó này là liền nhánh ở đây cỡ tầm 16. 16. Dạ. Này nó có cần bay em đo đại đây là 47. 47 ha. Dạ. Cây này cũng quái quái lắm. Dạ nó có quái nó hình lạ hơn so với mấy cây kia. Nếu mình ghép nó chắc nó ra tửa vậy. Ra như cái mâm. Rồi, đây là cây số 8, cây số 7. Em xin giao lưu với giá là 1,5 triệu. Em bao ship luôn. Cây mã số 7 này là cây cam pháp nha cô chú anh chị. Giá là 1,5 triệu nha. Bao ship toàn quốc. Đế nó cũng nở rồi, có nhiều rễ lắm, mẹ không có moi ra. Rễ đều luôn. Bự không ha. Cây này cực kỳ già luôn ha, cây lớn lắm. 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo đây là phôi số 8. Phôi này là phôi mỹ nhung ạ.
Mỹ Nhung. Cái bông bự bằng cái chén ăn cơm mình đó cô chú mà anh chị. Nó đỏ, nó đỏ cây bông rất là đẹp á. Đây là phong Mỹ Nhung về cho mình ghét ha. Em đau thông số. Cây này rất là già, cây dữ lắm rồi. Cái vành cũ này nó liền cũ nữa. Này, cũ, em đo cũ cực nha. Cực kỳ khủng luôn ha. Khủng luôn á. Này là cũ 47. 47 đó nha. Rồi em đo một nửa cũ bên này nè. Này là nó liền cốt phía bên này nè. Là 34. 34 ha cô chú anh chị. Quá trời già cây luôn. Đây là cây Mỹ Nhung nha. Mỹ Nhung. Rồi, em đo chiều cao là 113. 1m13. Dạ. À. Rồi, em quay một vòng cho mình xem nha. Cây này già cây dữ lắm, mà cũ nó bự nó đỏ nữa. Cây này mà rồi. Cô chú anh chị thấy mặt bông rồi cô chú anh chị mê luôn. Rồi, cây số 8 em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu bao ship. Cây mã số 8 là 2,5 triệu hả cô chú anh chị? Mỹ hàng Nhung. Hàng hiếm nha. À, hàng khủng nha. Lâu lắm rồi đó, rồi em để giá mềm cho mình chơi. 2,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo. Đây là cây số 9. Cũng là một cây Mỹ Nhung luôn à. Mỹ Nhung luôn ha cô chú anh chị. Mỹ Nhung luôn, cây này cũng rất là già cây à. Cũ đế lắm rồi. Rồi, cho em xin thông số luôn. Thông số một cốt của nó trước nha. Của nó em đo ngay vị trí này là 25 ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, em đo nguyên tổng thể cũ là 54 à. Chiều cao cái này nó dáng hơi dáng siêu dáng à, chiều cao là 75 ha. Dạ. Cây này nó dáng bay ha cô chú anh chị. À. Đây là cô số 9 Mỹ Nhung, em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu em bao ship. Mỹ Nhung ha cô chú anh chị nhớ nha, Mỹ Nhung à. Bông rất là đỏ và bự nha. Bông cỡ cái chén cỡ bị lớn vậy nè. À, nó đỏ dữ lắm luôn. Mỹ Nhung. Đây là cô số 9 giao lưu với giá là 2,5 triệu. Mã số 9 là 2,5 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi, đây là một cây thành phẩm nha. Cây số 10 của em là một cây Mỹ Hồng. Cây Mỹ Hồng. Đây, nó đang bông ra bông rồi ha. Em cho mình coi mặt bông nè, bông rất là đẹp. Đó. Đó. Bông. Bông này là nó còn nhỏ nha cô chú anh chị. À, nó đủ sức, cái bông nó cũng bự vậy nè. À, bông rất là bông đẹp nó ha. Nó cũng bự như cái chén vậy đó. Mỹ Hồng là bông một trong những bông đẹp nhất của loài trang ha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số nha. Ừ. Cái cũ nè, quá trời cái cũ luôn. Đa số trang chiếc này của em về cũ bực quá. Hàng khủng. Rồi em đo thông số hoành của cây này là 24 nha. À, hoành lớn nhất là 24 nha cô chú anh chị. Rồi em đo hai cốt luôn nè. Là 35. 35. Ừ. Cây này thì quá đẹp à. Chiều cao. Chiều cao chắc hết cái thước dây cỡ mét hơn cỡ mét 7 đó anh. Cỡ mét 6 tới mét 7 hả cô chú anh chị. Cỡ mét 6, mét 7 đó. Cây này ngày xưa chủ vườn người ta bầu cái gì nè. Dạ à, người ta bầu nè. Mà người ta có không có chiếc. Có ghẻ hả? Cái này cô chú anh chị về có thể mình có thể là chiếc nha, nhưng mà em không có chiếc. Mình này có thể chiếc được đó. À, mình cắt lùng chơi bonsai để cái này mình trồng ha. Dạ, cũng được rồi. Ha cô chú anh chị. Mình một cây mà ra 3-4 cây đó. Lời đó. Có lời đó nha. Có lời. Hàng có lời Mỹ Hồng ha. Dạ. Cây này là cây số 10, cây Mỹ Hồng là cây số 10. À, nguyên cây cũ, quá trời cây cũ. Quá trời cũ. Cái này còn đế ở dưới mà em không có moi nha. Cây tàn moi cũng được dạ, nha cô chú anh chị. Này thuần chậu ha. Hàng này thuần chậu ha, mới chậu nó ra. 100% luôn á. Cây rất là tốt, mạnh khỏe luôn. Rồi cây này giao lưu nhiêu chị? Luôn à. Ừ, cây mã số 10 là 8,5 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Cây Mỹ Hồng. Cây sống cực kỳ khỏe, về khỏi lo sợ chết ha. À. Bao sống luôn à. Quá trời. À. Đành lá tươi tốt luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Đây là cây số 11 à. Cây số 11 đây là một cây mai chiêu thủy nha. Mai chiêu thủy nu da trắng nha cô chú anh chị. Lá lớn à. Lá lớn luôn ha. À, cây sống khỏe ha. Đây. Cây sống khỏe bao sống luôn. À. Rồi rễ rất là đều ha. Đế lực nha cô chú anh chị. À, đế đều, đế lực luôn ha.
này y gan như đế cũ xứ vậy đó. Dạ đúng rồi. Em đo con số. Hoành của nó là 50 ạ. À? À, hoành ở vị trí đó là 50 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 68 ạ. À. Cao 68 ha. Hoành cũ chắc là hết thước dây luôn rồi. 1,5 m. Khoảng 1,5 m ha. À. Cái này em để giá mềm cho mình chơi là 2 triệu em bao ship luôn ạ. À. À, cây mã số 11 là 2 triệu ha cô chú anh chị. À, nu da trắng nha, lá lớn. Này. Cái này mình ghép rất là đẹp ha. À. Nó đang ra tượng quá trời luôn rồi nè. Nu da trắng dạ. Lá lớn ha, mai chư thủy. À, mã số 11 2 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ. À, cái này là nữa. Nếu như ship cô chú anh chị á, là em sẽ cắt bớt cái bầu này nè. Tại vì cái bầu là quá trời cái bầu rồi, rồi. Khiên không nổi. À. Hai người là khiên mệt luôn đó. Rồi, tiếp dạ. Theo luôn. Tiếp theo là cây số 12 ạ. À. Cây mã số 12. Số 12 đây là cũng là cây mai chiếu thủy ạ. À. Nhưng mà nó dạng tùm lum nha. 12. Cái này là mai chiếu thủy ha. Dạ, này là mai chiếu thủy. Cô chú anh chị về có thể mình chơi theo dạng là gừng á cô chú dạ, anh chị. Cái này mình làm như là tiểu cảnh. Ừ. Mình chơi theo này cảnh. Nguyên một bụi ha. Dạ, tùm lum hết trơn luôn. Đế thì bao đế luôn. Bao đế luôn. Để em quay chơi. Bên này của cây á là một cái cốt bự ở giữa rất là bự luôn nè. Nó liền luôn ạ. À. Ở giữa một cây cốt rất là bự cốt nó liền. Lớn ha. Dạ. Cốt này chắc cũng cỡ 25 30 25 đến 30 đó. Cái cốt ở giữa. Tại vì nó liền là em đo không được. Dính cứ ngắt luôn. Dạ. Cái em do đo thông số của cái hoành cũ. Ngày là 35, 1m35 ha. Rồi, 1m35 hoành cũ. Rồi, chiều cao. Chiều cao của nó là 132 ạ. 1m32 luôn ha cô chú anh chị. Ở giữa có một cái cốt bự chủ nè, nó lên, nó dạng hình quái. Em để gì cho mình tạo kiểu luôn ha. Nó có hai cái ngà ra luôn nè. Đó. Rồi cây. Đế rất là bự, cây rất là già cây rồi. Cây cũng rất là đẹp ha. Dạ, dạ. Nó có hình rất là đẹp ha. Cái này là nguyên một cái củ đặc luôn ha. Dạ, để em quay cho mọi người sơ lại ha. Cái này không biết chơi theo cái dáng gì luôn. Cái này em nghĩ là chơi tiểu cảnh thôi. Em nghĩ là chơi tiểu cảnh. Rồi, cây này giao lưu nhiêu chị? Rồi, cái này là cây số 12, em giao lưu với giá là 7 triệu, em bao ship toàn quốc. Cây mã số 12 là 7 triệu ha. Dạ. Bao ship toàn quốc cho bao cô chú anh chị chơi luôn ha, cô chú anh chị. Rồi, đây là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy lá lớn ha. Có một cốt ở giữa rất là bự. Quái. 7 triệu bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 13. 13. Đây là một cây mai vàng. Mai tàn ha cô chú anh chị, tàn đều chưa nha. Đặc biệt là cái này lên xù khoảng 60% này ạ. Cái này xù nè. Dạ. Em quay xù cho cô chú anh chị ha. Dạ. Xù cực kỳ xù. Luôn. Xù nó đang chảy dạ, rất là xù mạnh chảy nè. Đây. Mỗi nhánh là nó đều chảy xù hết trơn. Xù mạnh cục cái nè. Dạ. Quá trời cái cục xù luôn cô chú anh chị ơi. Đều ha. Xù tới đọt luôn ạ. À. Xù từ đọt cho tới dưới luôn ha cô chú anh chị. Xù mấy theo mấy cái nách là đều dạ. Xù hết trơn luôn ha. Chảy xuống nó luôn á. Đây. Rồi cái này đế rất là đều luôn ạ. À. Cái xù mà đế rất là đều luôn nha. À, cái chỗ này của em nó bị sẹo một xíu nè, nó mất da nhưng mà nó đã liền rồi ha. Nó sành hết ha. Không ảnh hưởng gì hết. Không ảnh hưởng gì tới cây hết. Đế đều ha. Đế đẹp ha. Đế đây, đẹp luôn. Mặt tiền của em nó đây. Đó, để em quay sơ cho mọi người. Tàn thông đều ha cô chú anh chị. Rồi. Từ chân tới đọt nha. À. Rồi, em đo thông số ạ. Rồi, cây này xù cực kỳ nhiều, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, thông số hoành của nó là 49 ạ. À. Ngay vị trí này. Ngay 49. Vị trí đó là 49 nha cô chú anh chị. Còn em đo nhích xuống xíu nữa là nó ra tới 51. 51 nè, còn dạ. Đế xíu xuống ha. Còn đế xíu xuống. Đế cũng nở lắm. Dạ. Củ đế này là có 1,5 m, 1,7 m hết cái bầu luôn rồi. Dạ. Đường kính bầu là 79 ạ. 79 nè, đường kính dạ. Bầu 79, chiều cao. À, chiều ngao cao của nó cỡ là 2,5 m đến 3 m. Khoảng 2,5 m ha cô dạ, chú anh chị. À, chiều cao khoảng 2,5 m ha. Tàn ngang cỡ 2 m đến 2,5 m đó anh. À, tàn ngang cũng khoảng 2 m ha cô chú anh chị. Nó dư một chút nữa dây cỡ 2 m. Tàn thông đều đẹp ha, dạ. Chi cành có sẵn ha.
cành đầy đủ. Chi cành đều hết trơn. Cây này thì ngày xưa ta cũng có chơi rồi á cô chú anh chị. Dạ. Thằng này hàng cổ thụ rồi. Này uống dây đồ đầy đủ hết ha. Này vô dây nữa rồi rất là đẹp ha. Này về mình chỉ cần vô dây mình tết mình chơi thôi ha cô chú anh chị. Rồi đây là cây số 13. Đấy, em xin giao lưu. Rồi cây số 13 xin giao lưu với giá là 35 triệu ạ. À. Cây mã số 13 này là 35 triệu ha em cô chú anh chị. Luôn bao ship toàn quốc luôn ha. Cây cực kỳ đều đẹp ha. Tặng thân một cốt đi lên luôn ha. Nách nào nó cũng có xù bọt bọt cục. Thằng giót luôn ha cô chú chị. Giót từ trên cho tới ngọn luôn ha. Cây này là bao đẹp rồi. Xù quá trời xù. Cục cục hết trơn ha. Mấy cái nách là đều xù hết trơn. Cái này nó xù như cục bú vậy. Quá trời luôn nè. Xù cực kỳ nhiều ha, nó đang chảy xuống luôn nha. Cái xù mà đế gì là rất là ok rồi ạ. 35 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn ha. Rồi mình còn cái nào nữa không ta? Dạ em còn một cái này nhưng mà nếu mà khách giao lưu thì em cũng giao lưu luôn ạ. Đây là một cây bông trang nhỏ lá đỏ. Cây bông trang đỏ lá đỏ lá nhỏ ha. Dạ. Cây này nó tỉnh rồi ha cô chú anh chị. Dạ, nó đã thuần chậu rồi nha, nó đang đâm tược nè. Nó đang đâm tược rất là mạnh ha. Dạ, cây này là một cốt ạ. Một cốt. Em đo thử xong cốt một cốt ha. Này một cốt của nó là 26 ạ. 26 à, cũng dạ. Khá là khủng. Rồi, một cốt nhỏ của nó là 21 ạ. 21 ha, lên rồi. Trên tí xíu. Phát thân là 55 ạ. 55 ha cô chú anh chị. Tàn ngang rồi. Tàn ngang là 1,5 m ạ. Tàn ngang 1,5 m ha. Dạ. Cao cũng khoảng 2 m ha cô chú anh chị. Cao là 2 m ạ. Cây này là thành phẩm luôn rồi ạ. Tàn đều hết trơn, tròn dạ. Hết trơn ha cô chú anh chị. Này em vô phân vô đất rồi là bao sống luôn rồi, nó đang đâm tược mạnh. Cây này là cây số 14 em xin giao lưu với giá là 9 triệu đồng em bao ship ạ. Cây mã số 14 này là 9 dạ. triệu ha cô chú anh dạ, chị, bao ship toàn quốc ha. Cây này là cây thành phẩm rồi nha quý cô chú anh chị. Để em qua đây em quay lại cho cây cô chú anh chị xem nha. Mặt ngược lại ha. Hàng này là hàng hiếm ạ. Nó cao nó bự gấp mấy người em đó. Cây này tàn đều hết trơn ha cô dạ, chú anh chị. Đó. Tròn đều. Nó đang đâm tược ha. Cốt nè. 9 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn ha. Cây này nó còn cái cục đất ở trong ha cô chú dạ, anh chị yên tâm ha. Đó, nó em còn cục đất trong á. Một cốt thôi. Tức nghĩa là cái bầu nó còn trong á. Dạ. Mình chỉ để đất vô mình nuôi lại thôi. 9 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây mã số 14. Rồi còn cây nào nữa không nha? Dạ còn cây này là cây cuối cùng em cũng mới vô chậu luôn. Tại vì hôm em bệnh á rồi em đi em không có chăm sóc được nên là giờ em vô chậu luôn mà nó đã toàn chậu và đã sống rồi nha. Cây này tỉnh luôn ha cô chú anh chị. Cây này là trang đỏ ha ta? Trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá chung. Ê lộn lá chung lộn. Này gọi là đỏ ta đó anh. Mẫu đơn lá nhựa đó nghe cô chú dạ, anh chị. Miền đó. Bắc á ta kêu là mẫu đơn lá nhựa. Rồi em đo thông số nè. Nguyên bụi nha. Thông số một cái cốt của nó đi. Cốt ngoại này dễ đo nè. Nè, cái cốt của nó là 16 ạ. 16 nha. Dạ. Hoành nguyên cái bụi này luôn. Là 88 ạ. 88 ha, cái này là dạ. Nguyên một cái bệ đế nha cô chú anh dạ. Chị. Vẫn còn cái bầu đất cho mình luôn ha. Dạ còn bầu đất. Cái này là cây dạ. Đang tỉnh sống khỏe ha. 89 ạ. Cao 89 nha. Tàn ngang của nó là tầm 1,5 m ạ. Tàn ngang thì cũng tầm 1,5 m ha cô chú anh chị. Chiều cao là 1,7 m. Cao 1,7 m. Rồi cây này em xin giao lưu giá mềm là 2 triệu em bao ship luôn. Cây mã số 15. Dạ, đúng cây này là giá là 2 triệu ha. Dạ 2 triệu bao ship toàn quốc luôn nha cây cô chú anh chị. Nha, bao sống luôn ạ. Cây này là nữa sẽ đóng bầu để ship cho cô chú anh chị nha, chứ không có tặng cái chậu này nha. Dạ đúng rồi. Cái chậu này mệt lắm. Ship cây chậu nữa là nó nặng hơn. Cái này có cái mặt sẹo á. Cái mặt sẹo á. Cái này là có mặt sẹo. Tại do em vận chuyển xe không khéo nên là nó cũng bị mặt sẹo, nhưng mà em đã chét keo hết rồi á ha. Nữa nó liền là không sao. Nó kéo sẹo rất là mạnh rồi ha dạ. Cô chú anh chị, không ảnh hưởng gì ha. Giá quá rẻ rồi, 2 triệu ha. Triệu, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi chào khán giả cái luôn. Em chào quý cô chú anh chị ạ. Quý cô chú anh chị mua hàng em xin liên hệ số điện thoại là 0367559609. Đó cũng là số Zalo của em ạ. Rồi. Cảm ơn ạ. Cô chú anh chị nhớ ủng hộ Kim Miến ha, để tìm những phôi trang
phôi mai đẹp để giao lưu với cô chú anh chị nhé. Em cũng xin chào và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.